My name is Lan. Nếu các bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc muốn học tiếng Anh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì video ngày hôm nay thích hợp với trình độ tiếp thu của các bạn. Và trong đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chủ điểm từ vựng về thức ăn và đồ uống. Thì thức ăn và đồ uống trong tiếng Anh chúng ta có một cái cụm từ luôn đi chung với nhau, đó là thức ăn là food. Chúng ta có một u mạnh u, food, food, and nước uống là drink, everyone, food and drink. Very good, everyone. Và thấy chúng ta có những cái food and drink nào trên đây, xin mời các bạn nhìn vào những cái từ vựng sau đây. Các bạn thấy là cái mặt chữ viết với cái âm thanh phát của nó khác hay giống nhau? Chắc là khác rồi. Nên các bạn chú ý, chúng ta phải nghe và chúng ta đọc cho đúng cái từ đó, ok? Và các bạn để ý những cái từ mà nó là số nhiều á, nó có thêm S thì cái cách đọc nó cũng có khác và tôi đã phiên âm sẵn cho các bạn rồi. Ok, táo, chúng ta đọc thử xem nào. Bánh mì, phô mai, thịt gà, cà phê, trứng, sữa, pasta, khoai tây. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đọc lại nha. Everyone, apples. Áp chúng ta hạ cằm xuống. Poles, nó có z ở cuối tại vì đây là số nhiều. Các bạn nhấn từ apples. Very good. Từ bread, từ này khá đơn giản nhưng mà nhiều bạn phát sai. Các bạn thấy chúng ta có tổ hợp phụ âm br. Br, hai môi chúng ta vọng lại. Có âm e. Bread. Và tầng cùng là âm d. Bread. Very good. Từ jeans, nhớ là các bạn khi mà nói âm này thì chúng ta giống như chúng ta mỉm cười một chút xíu và tận cùng chúng ta có âm z. Ok, jeans, everyone, jeans, và phô mai. Yes, very good. Chúng ta có thịt gà, chúng ta nhấn vào âm tiếng thứ nhất, chicken. Very good. And từ cà phê, chúng ta có từ nhấn âm đầu tiên, coffee. Âm nào nhấn chúng ta đọc mạnh và đọc dứt khoát các bạn. Coffee. Very good, everyone. Và cái từ trứng này rất nhiều, rất ít ai đọc đúng. Và thành công trong việc học tiếng Anh đó là hãy đọc cái từ trứng là đúng. Rồi, đọc như thế nào nè? Một quả trứng là egg. Và nhiều quả trứng là eggs. Và các bạn thấy nè, egg. Các bạn đọc coi. Egg, egg. Đọc coi. Egg. 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 Và bây giờ chỉ thêm chữ z nữa thôi. Eggs. Nếu các bạn thấy khó thì các bạn nên đọc chậm trong giai đoạn ban đầu ha. Eggs. Eggs. Rồi đọc nhanh. Eggs. Very good. Egg là egg đó. Eggs. Very good. Đúng. Từ milk này thì nhiều bạn hay đọc là miu miu nên thành ra là chúng ta thấy là nó thiếu cái âm L ở giữa. Các bạn nên đọc âm L ở giữa bằng cách đưa lưỡi lên rồi và nói nhẹ ồ cái milk, rồi phải nói âm K ha. Milk. Very good. Milk. Very good. Thay vì chúng ta nói là milk mà nói âm L ở phía chính giữa thì nó sẽ phát ra chính xác hơn. Milk. Very good. Pasta. So pasta là gì các bạn? Pasta. Người Mỹ thì họ hay đọc là âm pasta. Âm là pasta. So pasta tức nghĩa là nui của mình á. Những cái texture, những cái như là nui rồi mì Ý đó, những cái dạng tinh bột mà vàng đó thì gọi chung là pasta. Và một trong những loại pasta là mì Ý là spaghetti. Ok? So pasta. Yes, là một cái loại thức ăn điển hình rất phổ biến ở nước Ý đúng không nào? Yes. Ở Việt Nam của chúng ta thì có cái dạng pasta phổ biến là spaghetti đó, ok? Yes. Rồi, từ khoai tây chúng ta đọc như thế nào? Potatoes. Bằng cùng, chúng ta số nhiều thì chúng ta có âm Z ấy. Potatoes. Potatoes. Chúng ta nhấn vần A. Potatoes. Chúng ta bằng môi lại. Potatoes. Potatoes. Very good everyone. Chúng ta cùng nghe và lặp lại nhé. Apples. Bread.
milk. Pasta, pasta. Potatoes, potatoes. Very good, everyone. Bài này chúng ta có. À, chúng ta còn tuần này nữa. Cơm chúng ta đọc như thế nào các bạn? Yes, rice. Bình thường rice các bạn hay thiếu MS. Nhớ đọc MS nha. Rice. Very good. Ba, tư, trà. Chúng ta đọc giống như âm T đó. T. 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 Very good. Và từ nước chúng ta có water. Các bạn có thể đọc là water hoặc là các bạn có thể đọc water. Thì cái nào cũng đúng hết ha. Water. Yes, okay. Everyone, rice. Tea. Water. Very good, everyone. Và đây thì khi mình nói về thức ăn thì chắc là chúng ta sẽ có những loại thức ăn chúng ta thấy ngon. Có những loại thức ăn chúng ta thấy nó cũng được thôi. Và có những loại thức ăn chúng ta thấy kinh khủng, ghét lắm. Tại vì nó dở, nó kinh khủng, mình không thích. Thì nó có những cái tính từ để chỉ về cái thức ăn nó như thế nào. Thì trên cơ bản có rất nhiều loại tính từ khác nhau. Nhưng mà tôi xin được giới thiệu với các bạn những cái tính từ phổ biến nhất ở đây. Ok, chúng ta có kinh khủng, chúng ta có tính từ là. Các bạn chú ý cái cách viết và cách đọc của nó nha. Horrible. Chúng ta có 3 âm tiết. Horrible. Và nhấn vào âm tiết thứ nhất. Ho, everyone. Horrible. Horrible. Là kinh khủng, khủng khiếp. Và chúng ta có từ ngon, chúng ta nhấn vào thứ hai. Từ lý, đi, lý, shus. Các bạn nhớ shus, chúng ta cong lưỡi. Và chú ý cái cách viết chữ và cái cách đọc nó khác nhau. Các bạn chú ý nha, chúng ta cũng cần nên tập viết. Delicious. Shus, cong lưỡi. Và cuối cùng nhớ xì. Delicious. Very good, everyone. Và từ thứ ba có nghĩa là ok, là được thôi. Chứ câu không có xuất sắc gì lắm. Ok, everyone. Ok. Very good. One more time. Horrible. Delicious. Ok. Very good. Bây giờ mình nói là tôi nghĩ là cà phê nó ngon. Hoặc là tôi nghĩ là cà phê nó ngon. Nhưng mà có lẽ các bạn không uống cà phê, các bạn thấy nó không có ngon gì hết. Thì các bạn nói, các bạn nghĩ cà phê thì nó horrible. Thì bây giờ chúng ta cùng luyện tập nhé. Và chúng ta có động từ là tôi nghĩ, thì mình có từ là think. Ok, đưa lưỡi ra nè. Nói âm thở á. I, I. Chúng ta có âm ng. Say thing, thing. Nè, nói nè. Thing. Và tận cùng cái thing nó có âm ca nữa. Think. 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 Everyone, think. Think. I think. I think. Very good. Và các bạn nói I think là tôi nghĩ, sau đó các bạn cộng cho danh từ vào. Nếu danh từ là danh từ số ít không đếm được thì các bạn dùng động từ to be là is. Và nếu là danh từ số nhiều thì chúng ta sử dụng động từ to be là are. Và sau đó các bạn cộng tính từ vào. Ok, chúng ta cùng thực tập nhé. I think apples are delicious. Tôi hỏi các bạn, what do you think? Rồi các bạn nói cho tôi, các bạn nghĩ apples như thế nào? Very good. Mình tập nhanh lên ha. I think bread is okay. What do you think? I think cheese is delicious. What do you think? I think chicken is okay. What do you think? Coffee is delicious. What do you think? I think eggs are okay. I think eggs are okay. Milk? I think milk is okay. Pasta? I think pasta is okay. What do you think? I think potatoes are horrible. What do you think? I think rice is horrible. What do you think? I think tea is delicious. What do you think? I think water is horrible. What do you think? Yes, everyone. Là những câu rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà các bạn có dịp luyện tập nói về thức ăn và nói về là mình thích hoặc là không thích ở mức độ cơ bản nhất. Và các bạn không còn cách nào khác bằng việc phải đọc đi lặp lại và nói những câu đơn giản này để chúng ta tập nói trước khi chúng ta có thể nói những chủ đề dài hơn.
và phức tạp hơn. Các bạn chú ý là phát âm cuối cho nó rõ, nếu mà danh từ số ít số nhiều và động từ to be thì nhớ phát âm z nhé. Ok, so everyone, và hy vọng là bài hôm nay có thể giúp ích cho các bạn học thêm về từ vựng, nói về thức ăn, thức uống và những cái tính từ mô tả về thức ăn, thức uống một cách đơn giản nhất. Hy vọng bài này sẽ giúp các bạn có thể học tốt hơn chương trình tiếng Anh giao tiếp căn bản dành cho người mới bắt đầu tại misslyenglish.com. Nếu các bạn thích video này thì vui lòng hãy chia sẻ cho nhiều bạn bè cùng xem để họ có cảm thấy là học tiếng Anh nó không có khó như mình nghĩ. Ok, so if you liked my video, please give me a big thumbs up, share my video, subscribe to my YouTube channel, and I will be very happy to make more videos for you guys in the future. Thank you so much, and I will see you guys soon. Bye!